Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, người dân các tỉnh miền Bắc nước ta đã đón chào ngày đầu của năm mới, năm quý tỵ trong tiết trời vẫn còn lạnh giá. Tuy nhiên thì mức độ rét đã suy giảm đi so với ngày hôm qua. Và sáng sớm nay thì những làn sương mù nhẹ đã bao phủ hầu khắp mọi nơi, đặc biệt là khu vực núi cao và vùng ven biển. Đồng thời thì nền nhiệt tại nhiều nơi thuộc khu vực còn rất thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 12 đến 15 độ. Vùng núi cao vẫn chìm trong giá rét khi mà nhiệt độ ở mức dưới 10 độ. Tuy nhiên thì đến gần trưa, nhiệt độ tăng dần lên và đạt cao nhất ở mức 16 đến 19 độ. Xuống tới các tỉnh ven biển miền Trung, tại khu vực phía Nam từ Hà Tĩnh kéo dài cho tới tận Khánh Hòa vẫn còn có mưa rải rác do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở miền Bắc kéo xuống. Trong khi đó thì tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, mưa đã giảm dần, tuy nhiên thì trời vẫn còn rét khi nhiệt độ cả ngày lẫn đêm đều dưới 20 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, thời tiết ấm áp và khô ráo hơn cả. Chính điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch. Và ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Nam Bộ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại Tây Nguyên và nhiệt độ duy trì ở mức 26 đến 29 độ. Trong đêm nay và ngày mai thì do nằm trong khối không khí lạnh đang trong thời kỳ suy yếu dần nên tại các tỉnh thành miền Bắc nên nhiệt độ có dấu hiệu tăng lên đôi chút nhưng vẫn còn thấp. Trong đêm nay, ở vùng Đồng Bằng và Trung Du, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 12 cho đến 15 độ, vùng núi là từ 9 cho đến 11 độ. Một số nơi vùng núi cao còn duy trì rét đậm khi nhiệt độ vẫn dưới 8 độ. Đến sáng mai thì tại nhiều nơi thuộc khu vực trời vẫn ở trạng thái nhiều mây, có sương mù rải rác và đôi lúc kèm theo mưa nhỏ. Nhiệt độ còn thấp nên trời vẫn rét. Đến gần trưa độ ẩm không khí giảm xuống, đồng thời nhiệt độ tăng lên đến khoảng trên dưới 20 độ, trời ấm hơn. Còn đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tình trạng ẩm ướt giảm dần, đồng thời nhiệt độ tăng nhẹ nên trời đỡ rét hơn. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến khu vực Bình Thuận, những cơn mưa rào và rông còn xảy ra vào chiều tối, chủ yếu ở phần phía Bắc. Riêng phần phía Nam thì trời phổ biến tạnh giáo và có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ vẫn giữ ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Trái ngược với thời tiết giá rét ở khu vực miền Bắc, lạnh và ẩm ướt ở khu vực miền Trung. Tại các tỉnh phía Nam nước ta thì khu vực Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ mang khí hậu của vùng gần xích đạo nên trời vẫn nắng nhiều và nền nhiệt duy trì ở mức khá cao. Một vài nơi thuộc vùng Đông Nam Bộ sẽ có mức nhiệt từ 34 cho đến 35 độ, kèm theo đó là độ ẩm ban trưa xuống thấp khoảng 50% nên sẽ phần nào gây cảm giác khó chịu cho người dân địa phương. Sau đây xin được mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên cả nước vào ngày mai ngày mùng 2 tháng 1. Khu vực phía Tây Bắc Bộ duy trì trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng và gió nhẹ. Nhiệt độ thấp cao nhất vào khoảng từ 18 đến 21 độ, có nơi từ 24 cho đến 26 độ, còn thấp nhất sẽ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét và nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 17 đến 20 độ, thấp nhất phổ biến ở ngưỡng từ 14 đến 17 độ. Vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Đến với khu vực Hà Nội và vùng lân cận, Phổ biến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ và nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 15 cho đến 20 độ. Tiếp theo xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, duy trì trời nhiều mây có mưa vài nơi và gió nhẹ, và nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 18 đến 21 độ, thấp nhất sẽ phổ biến ở ngưỡng từ 15 cho đến 18 độ. Đến với khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc hoạt động cấp 2 cấp 3 và nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 23 đến 26 độ thấp nhất phổ biến ở ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió Đông Bắc khu vực này cấp 2, cấp 3 và nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 21 cho đến 30 độ. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên, khu vực này mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 và nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 26 cho đến 29 độ, thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi ban ngày trời nắng đêm không mưa và gió nhẹ và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 22 đến 25 độ cao nhất giao động ở ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ đến với khu vực tây nam bộ khu vực này mây thay đổi ban ngày trời nắng đêm không mưa và gió nhẹ và nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ thấp nhất phổ biến từ 23 cho đến 26 độ và cuối cùng sẽ được chuyển sang khu vực biển đông quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức từ 25 đến 29 độ. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 25 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.